Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính có trong chương trình. Sáng ngày 28 tháng 4 tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đình làng An Vĩnh và di sản phi vật thể quốc gia, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, đồng thời tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Trong những ngày qua, câu chuyện về sách dịch với những hạt sạn ngôn từ đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Có lẽ dư luận sẽ không phẫn nộ đến vậy nếu tác phẩm Những Thứ Họ Mang do nhà xuất bản Văn Học và công ty Nhã Nam phát hành không phải là một tác phẩm về chiến tranh Việt Nam, và đây cũng không phải là cuốn sách duy nhất có nhiều vấn đề trong công tác dịch thuật. Chính phủ Cuba và Venezuela ngày 27 tháng 4 đã ký một loạt hiệp định hợp tác liên quan tới 51 dự án trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một trong những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Cuba của tân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hàn Quốc sẽ mắc sai lầm lớn nếu để khu công nghiệp Chung Kê Sơn bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuyên bố này được Triều Tiên đưa ra sau khi Hàn Quốc bắt đầu rút toàn bộ công nhân viên khỏi Kê Sơn với lý do đề xuất đàm phán của Seoul đã bị Bình Nhưỡng từ chối. Sáng 28 tháng 4 tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đình làng An Vĩnh và di sản phi vật thể quốc gia, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, đồng thời tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Buổi lễ đã tái hiện những hình ảnh của hải đội Hoàng Sa mấy trăm năm trước. Đội Hoàng Sa được thành lập chính thức vào thời đầu dựng nước của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và hoạt động liên tục suốt 4 thế kỷ. Đã có hàng vạn người phải vượt qua không biết bao nhiêu sóng gầm bão tố để đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ và khai thác tài nguyên biển đảo theo lệnh của các Chúa Nguyễn và các Triều Nguyễn sau này. Cái tế Hoàng Sa từ thế kỷ thứ 18 đã có rồi. Dù sau này Đức Vua Gia Long phục quốc thì mình làm tiếp cái lễ này, và nó độc đáo nhất là vấn đề là tiễn người đi cho an tâm và những người chết được thọ hướng cái lễ này, và hàng năm được tế lễ miết chứ không phải là bỏ. Nhưng mà cái lễ này á thì như ở ân hỏi hồi xưa á là làm một 3 năm một lễ, tức là tế Hoàng Sa và Trường Sa. Quê hương của chúng tôi là hàng năm cứ đến ngày là 16 tháng 3 âm lịch á, là hàng năm có tổ chức cái lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Vì quê của chúng tôi là những người ở nơi đây đã từng ra Hoàng Sa và Trường Sa làm nhiệm vụ cho nhà vua và đem những cái hối xoắn ở dưới nước đem về để cung cấp cho nhà vua. Do đó thành thứ ra đi thì đi là đi tháng 3, mà tháng 8 ra đó là trời bổ lụt, động địa không có sống được vì ở biển đổ có đâu mà nương tựa. Do đó cho nên bị chết và không có người an tốt. Lâu đời quá rồi là bữa nay thì được cái là nhà nước ưu tiên loại thì riêng quê hương chúng tôi là cái tưởng nhớ là có cái người đó là những người cha ông của chúng tôi. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được 13 dòng họ trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm, là lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân ven biển và hải đảo từ nhiều thế kỷ qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đình làng An Vĩnh, di tích trực tiếp liên quan đến hải đội Hoàng Sa, là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Công việc chúng tôi thời gian sắp tới là phải tiếp tục điều tra cái hệ thống văn hóa phi thể, vật thể, lẫn vật thể trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bởi vì cái hệ thống văn hóa phi vật thể, lẫn vật thể đó thì hiện nay đang có nguy cơ mai một. Do vậy cho nên là nhiệm vụ của chúng tôi là phải tiếp tục trùng tu, tôn tạo các di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa, Kim Quảng, Trường Sa. Tiếp tục điều tra cái di sản Hán Rôm còn lưu trữ tại các dòng họ. Bởi vì chúng ta có thể chắc chắn là trong các dòng họ hiện nay thì cũng có nhiều họ có thể còn lưu giữ các tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam chúng ta trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và cũng như là các cái câu ca hò về các cái truyền thuyết liên quan những binh phu Hoàng Sa thời trước. Và đặc biệt nhất là làm thế nào đó để duy trì và phục hồi, khuyến khích nhân dân Lý Sơn tiếp tục tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa hàng năm ở ngày càng có quy mô lớn hơn.
Đây không chỉ là ngày hội lớn của ngư dân Quảng Ngãi, mà còn có ý nghĩa quan trọng với người dân ở nhiều địa phương ven biển trong cả nước, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc, tri ân những thế hệ cha ông ngày trước đã không tiếc máu xương để bảo vệ biển đảo của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, vì sự nghiệp chồng người, vì các học sinh nơi đầu sóng ngọn gió, có một người đã gắn bó với vùng đất đảo 25 năm qua. Nhiệt huyết, cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục, đó là thầy giáo Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Sơn, huyện Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đã 25 năm trôi qua, song thầy Bích vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cầm quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo Nghĩa Bình. Lúc đó, với bao hưng phấn và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chàng giáo viên Văn, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh, muốn nhanh chóng được ra đảo, phần vì khao khát được giảng dạy, phần muốn khám phá những miền đất mới. Tôi gắn bó Lý Sơn từ tháng 12 năm 1988 và được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng từ tháng 10 năm 1995 đến nay. Ngày đầu tiên để đặt chân lên điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện về nơi ăn chỗ ở của giáo viên, của học tập của học sinh vô cùng khó khăn. Phòng học nhiều khi phải rất tạm bợ, cùng bản thân đã trải qua rất nhiều cái cương vị khác nhau. Nhớ những ngày đầu ra đảo, khó khăn chồng chất khó khăn, thầy Bích cho biết, thời điểm đó giáo viên ở đảo xin nghỉ dạy nhiều lắm, bởi cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy vô cùng thiếu thốn. Giáo viên trẻ ra đây thường chán nản vì cảm thấy tương lai mờ mịt. Thường các em học trò đất đảo thấy đi đến từng nhà học sinh, vừa để động viên các em bám lớp, vừa để tìm tình cảm ấm áp gia đình. Có thể nói như giáo viên bọn tôi vẫn từng tâm sự trao đổi với nhau, cái danh hiệu lớn nhất mà người giáo viên đạt được đó chính là để lại cái sự thành đạt cho rất nhiều thế hệ học sinh. Hay khác là chính sự thành đạt học sinh chính là cái phần thưởng lớn nhất dành cho thầy giáo, cùng với cái lòng quý mến của các bậc phụ huynh. Còn tất nhiên là kèm theo có thể có những danh hiệu, những phần thưởng về nhà nước, các tổ chức đoàn thể trao tặng. Những học sinh của thầy có người lập nghiệp phương xa, có người quay về đảo đảm nhận những chức vụ quan trọng như phó chủ tịch huyện, trưởng phó các phòng ban trong ủy ban huyện. 25 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người trên đảo Lý Sơn, thầy Trần Ngọc Bích đã thực sự là người con ưu tú của đảo. Nói đến thầy Trần Ngọc Bích, từ lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban đến từng người dân trên đảo, ai cũng dành cho thầy những tình cảm trân trọng, yêu mến và cảm phục. Thầy Trần Ngọc Bích là một người đi trước, tinh thần nhiệt tình. Tất cả vì học sinh thân yêu là thể hiện qua thầy Bích rất rõ ràng. Và đặc biệt là trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị khi nhiệm vụ được giao của cơ quan thì thầy Bích luôn là hoàn thành tốt. Và tất cả mọi thành tích của nhà trường đến giờ này thì công góp sức lớn của thầy Bích. Thầy Bích đã được nhiều năm là công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Và mỗi khi nhắc đến thầy Trần Ngọc Bích, những đồng nghiệp trong trường đều bày tỏ sự cảm phục. Các thế hệ học sinh đều yêu kính thầy. Các gia đình coi thầy như con, như người anh trong nhà. Với tư cách là người đồng nghiệp, thầy Bích là một cái người thầy giáo rất gương mẫu và nhiệt tình trong cái công tác và luôn giúp đỡ anh em, hòa đồng với anh em đồng nghiệp. Tôi thì thấy thầy Bích là một cấp trên hết sức gương mẫu, và trong cái công việc, trong công tác thì thầy Bích rất nghiêm túc và hoàn thành rất tốt mọi công tác mà thầy Bích đảm nhiệm. Dạ, em thấy thầy dạ cũng dễ hiểu, cũng quan tâm nhiều đến học sinh. Nếu mà mình không biết điều gì thì mình có thể hỏi thầy. Mấy bọn giáo nhân nhà bọn nghèo thì thầy vẫn đề nghị lên bên trên để cung cấp tiền để cho các bọn học. Những tháng ngày gian khó ở Lý Sơn đã đem lại cho người thầy tâm huyết với những kỷ niệm khó quên, để thầy thêm yêu thương, gắn bó máu thịt với mảnh đất đầy nắng gió, với những con người tuy lam lũ nhưng hồn hậu và thật thà này. Thầy có một sở thích là đi thăm những địa danh di tích trên đảo khi có thời gian rảnh rỗi. Và mỗi khi có đoàn trong đất liền ra thăm đảo, thầy cũng thường dẫn họ tới thăm những địa điểm này và giới thiệu cho đoàn khách những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất đảo Lý Sơn. Nhìn mái tóc hoa râm, làn da rám nắng và chất giọng Nghi Xuân đã pha chút nặng nặng của dân miền biển, thầy Bích đã thực sự trở thành một người con của vùng đảo xa này.
Tiếp nối những kết quả của Nghị quyết 13, Nghị quyết 02 của Chính phủ ra đời nhằm thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu, được đánh giá như một liều thuốc rất kịp thời cho các doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng triển khai, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn có độ trễ. Đây là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nằm trong tiêu chí được hưởng các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo tinh thần của Nghị quyết 02 của Chính phủ. Đầu năm 2013, họ đã đầu tư công nghệ cho dây chuyền sản xuất cơ khí với số tiền tương đối lớn. Nhờ được hưởng chính sách giãn, giảm thuế, doanh nghiệp đã có đủ vốn lưu động để đầu tư cho công nghệ và sản xuất. Đối với cái chính sách về giãn rồi giảm thuế cho các doanh nghiệp, mà đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy, thì theo tôi thấy là đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Nó đã hỗ trợ nhiều về trong vấn đề về vốn. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái vốn cũng là cái vốn đi vay nó tương đối lớn. Nếu mà mình được miễn, được giảm thì mình có cái tiền đấy để mình để đầu tư ngược lại để làm cái vốn để kinh doanh, thì đó nó cũng là điều kiện một khó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong cái giai đoạn này. Với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc thù kinh doanh là phải có vốn lưu động, quay vòng sản xuất. Theo doanh nghiệp này, mặc dù không lãi được nhờ chính sách giảm thuế VAT, nhưng vì được lùi thời hạn nộp thuế từ 3 đến 6 tháng mà họ có được một nguồn vốn lưu động không nhỏ để tái đầu tư. Về các cái chính sách của Chính phủ cũng như Quốc hội đã đưa ra để giãn giảm thuế VAT cũng như là giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp 3%, thì đối với doanh nghiệp là rất là tốt và kịp thời. Nhưng mà vấn đề là trong quá trình thực hiện ấy, cần phải nhanh hơn nữa cho các doanh nghiệp đáp ứng được cái điều kiện sản xuất. Theo tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, so với Nghị quyết 13, Nghị quyết 02 có những điểm mới và sát thực tiễn, trợ giúp hiệu quả cho doanh nghiệp. Tất cả các biện pháp chỉ đạo và điều hành của Chính phủ và các cấp đều tập trung rất cao, tạo nên nhận thức tương đối thống nhất và mạnh mẽ giữa các cơ quan chỉ đạo với các cơ quan thực hiện, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và ngân hàng. Vì cái nội dung 02 là cái nội dung của năm 2013, nó nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường để nhằm giải quyết ba vấn đề rất lớn mà nó tắc từ trước, đặc biệt là nó năm 12 nó chuyển sang, như là vấn đề tồn kho, vấn đề nợ xấu, vấn đề bất động sản. Hay đặc biệt là cái miễn giảm thuế thì nó có cái mức phân biệt cho cái doanh nghiệp nhỏ vừa. Hay là cái trong cái đối tượng cho vay của ngân hàng cũng có một trong bốn đối tượng là được ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ vừa về cái lãi suất giảm xuống. Thì đấy là những cái mà tôi cho là nó có một cái sự phân biệt để tạo nên cái yếu tố bình đẳng, tạo nên một cái sự lành mạnh hay là tạo cho doanh nghiệp nhỏ vừa thêm những điều kiện thuận lợi để mà thực hiện. Trong báo cáo mới nhất của Chính phủ để trình Quốc hội đánh giá 3 tháng vừa qua, thì có nhận xét việc triển khai giải pháp của Nghị quyết 02 còn chậm. Đại đa số doanh nghiệp nằm trong diện được thụ hưởng những hỗ trợ từ Nghị quyết 02 cho rằng vẫn còn những điểm cần phải khắc phục và giải quyết ngay để những chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 02 đi vào cuộc sống nhanh hơn, thiết thực hơn. Tất cả những cái giải pháp, kể cả có những cái vấn đề định lượng rồi, thế nhưng mà đi kèm nó là phải có cái hướng dẫn, phải có cái nội dung triển khai, phải có cái cụ thể hóa, phải có cái địa chỉ hẳn hoi, thì việc biến những cái nội dung ấy thành hành động, thành kết quả được. Chứ thời gian vừa qua thì chúng ta mới đang làm chính sách, đang làm cơ chế, đang làm những biện pháp cụ thể. Cái nó chưa vào cuộc sống được bao nhiêu, thí dụ như cái tồn kho, vừa rồi cái tồn kho nó giảm không phải là do những cái biện pháp mà chúng ta đưa vào nó giảm được một chút ít, và nó do giảm là sản xuất nó co lại, tình hình nó chưa tiến triển được. Để những chính sách có hiệu quả trong tình hình mới, cần phải giải quyết theo tinh thần thị trường, phải có chiều sâu. Nghị quyết 02 của Chính phủ cần được tiếp tục triển khai một cách kiên trì.